Xin chào tất cả mọi người. Con tên là Ngân Chi. Tên là Phúc Mai. Con tên là Vương Hoàng Long. Hôm nay tụi con đang có mặt tại nhà khoa lớp Ly cùng bác sĩ Thu Dễ. Năm tháng 12, nhà khoa lớp Ly sẽ tổ chức cuộc thi Chải Răng Cùng Bé với rất nhiều giải thưởng hấp dẫn như là giải đặc biệt iPhone 14, giải nhất một thẻ chăm sóc răng miệng trị giá 12 triệu đồng, giải nhì một thẻ chăm sóc răng miệng trị giá 6 triệu đồng, giải ba một thẻ chăm sóc răng miệng trị giá 3 triệu đồng và cùng rất nhiều giải thưởng hấp dẫn khác nữa. Để tham gia cuộc thi này, mình chỉ cần quay video chải răng của mình với gia đình, đăng trên kênh Facebook, TikTok của mình và kênh Vương Quốc Răng Xinh cùng với hashtag Vương Quốc Răng Xinh và chải răng cùng bé. Hãy tham gia cuộc thi để nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn nhé!